Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ Siêu Nhân TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cosplay hoặc là mặc trang phục đẹp giống như là mèo Simi nha các bạn. Rồi thì bây giờ nếu như mà các bạn có được một bộ đồ giống mèo Simi giống mình đang mặc vậy nè, thì đầu tiên thì các bạn bấm vào cái điện thoại và bấm vào cửa hàng trang phục. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái phần kiểu tóc, các bạn lướt xuống cho mình nha. Rồi ở đây cái bộ tóc này là cái bộ tóc mà mèo Simi chọn này các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm vô thì nó có giá là 1.500 nha. Rồi tiếp theo là biểu cảm, có nghĩa là khuôn mặt đó các bạn. Thì mèo Simi mình thấy là chị lấy cái khuôn mặt này này, cho nên là mình kéo xuống mình tìm xuống nha các bạn. Đây chính là cái khuôn mặt mà mèo Simi đã chọn này. Bây giờ mình sẽ bấm vô. Rồi bây giờ tiền của mình đã tăng lên rồi. Rồi bây giờ tới phần mũ nha các bạn. Thì cái phần mũ này nè, thì nếu mà các bạn nào mới vừa chơi á thì nó sẽ được tặng. Nếu mà các bạn chơi lâu á, kiểu như là các bạn tái chế rồi đó, thì các bạn có thể mua ở trong cái cửa hàng luôn nha. Rồi tiếp theo là một cái áo, cái áo sơ mi đồng phục nữ, thì nó có giá là 24 kim cương nha các bạn. Rồi tới cái quần hoặc là váy nha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo xuống. Đây mình sẽ thấy được một cái đầm y gan chị mèo Simi mặc luôn. Rồi mình bấm vô luôn nha. Rồi tới phần giày, bây giờ mình sẽ kéo xuống nha. Hồi lúc trước là chị mèo Simi mang đôi dép của nhà phát hành, nhưng mà bây giờ mình thấy là chị mang cái đôi giày này nè các bạn. Đây chính là cái đôi giày này các bạn. Rồi thì tổng hết cái giá tiền là 4.050 tiền sao và 24 kim cương nha các bạn. À, mà quên nữa, tiếp theo nó là cái kiểu như là cái má hồng vậy đó. Hồi lúc trước mình thấy chị mèo Simi là xài mấy cái má hồng này nè, nhưng bây giờ mình thấy chị mèo Simi là xài cái má hồng này, cho nên là các bạn cũng có thể chọn những cái kiểu má hồng mà nếu mà các bạn thích cũng được nữa. Rồi bây giờ mình sẽ xoay vòng tròn cho các bạn xem cận cảnh cái bộ trang phục mà giống như chị mèo Simi nha. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi chơi tiệc trò chơi để cho các bạn coi cái kiểu như là cái nhân vật nó đi như thế nào trong khi mà nó mang cái trang phục mà giống mèo Simi nha. Rồi thì mới vô mình đã được một cái vòng cửa kính luôn các bạn ơi. Trời ơi, vòng này thì mình sẽ đợi cho mọi người đi hết rồi mình mới bắt đầu nhảy nha các bạn. Thì cái này là mình chơi rất là dở luôn, cho nên là mình đợi người ta đi trước, không xong rồi là mình sẽ đi theo sau các bạn, kiểu như là mình chơi dơ vậy đó. Nó cũng y gan vậy đó. Rồi rồi sao cái ông mập này ổng ở đây hoài rồi sao mà ai dám nhảy trời. Hy bạn mập, bạn có thể nào mà đi ra cho mình nhảy được không, chứ bạn nằm đó sao mình nhảy lên được. Ok mình nhảy được rồi nè. Rồi tới khúc này là mình đợi cho mọi người đi lên phía trước rồi mình mới tiến tới nha các bạn. Tại cái này mình chơi kiểu như mình khá là dở về cái kiểu như là nhanh nhẹn á, cho nên là mình ưa bị chết lắm. Rồi thì bây giờ mình đang đợi cho mọi người nhảy lên phía trước rồi mình mới dám nhảy. Nó một bạn đã nhảy lên phía trước và gớt xuống luôn. Mình tranh thủ cơ hội mình nhảy lên đó các bạn. Rồi thấy mọi người khá là im ru luôn. Rồi thì bây giờ còn có 18 người chơi thôi. Giờ mình sẽ cố gắng mình sống sót tới phút cuối cùng nha. Hơi lâu nha bạn. Rồi bạn kia đã hy sinh luôn. Tôi là tôi sẽ ngồi tôi đợi cho mọi người đi lên phía trước rồi tôi giành top 1 của mọi người. Ôi xin lỗi bạn nha. Trời đất ơi, tôi chơi dơ thấy ghê không. Ok luôn các bạn ơi, thì bây giờ là mình sẽ thoát ra mà mình vào lại để mình chơi những cái dòng mà kiểu như là nó quen thuộc với mọi người nhiều á, để cho kiểu như có nhiều cái map để cho mọi người thấy kiểu như nó vui, nó đỡ nhàm chán hơn ấy. Tại vì cái map kia thì mọi người chơi cũng quen rồi, kiểu như là mình chơi một map thôi thì nó sẽ bị chán chán sao á. Thì nói chung là cái map này thì các bạn chỉ cần đi theo mọi người, hoặc là mọi người a lộn, hoặc là các bạn có thể đi theo cái nghe theo cái con tim của mình, rồi các bạn sau đó là các bạn sẽ nằm ở chính giữa và các bạn cho nó kiểu như là nó hành động nha các bạn, để cho mọi người không có thể mà xô các bạn được. Đó là kinh nghiệm mà mình chơi 2 tháng đó các bạn. Hồi lúc đó mình chơi cực kỳ dở luôn, chơi cái này lúc nào cũng bị chết hết. Với lại hồi lúc đó mình có gặp hack ở trong đây nữa nè. Rồi tiếp theo là cái vòng này.
Thì cái vòng này là mình thấy nó khá là lắc á các bạn. Thì chỗ này thì mọi người sẽ bị ưa bị xô, bị đẩy với nhau lắm. Đó, cho nên là mình phải tranh thủ mình đi phía trước. Đó, cái này là bị lúng rồi nè. Cái này cũng bị lúng luôn, rồi luôn rồi. Đó, các bạn thấy không, hồi nãy mình đâu có tiến tới đâu. Là kiểu như là có người đẩy mình đó, cho nên là mình mới gớt xuống. Kiểu như cái này nó hơi bị lắc một chút các bạn. Rồi luôn, bạn kia bạn bị sụt lùi rồi, cho nên bây giờ mình vẫn còn cơ hội để mình giành top 1 nha các bạn. Nếu như mà các bạn kia lên phía trước mà bị kiểu như bị đụng trúng á. Rồi mình thấy mình không có cơ hội mình giành top 1 của bạn đó rồi đó. Ui, bạn đó bị xui các bạn ơi. Yeah, cảm ơn bạn nha, mình đã giành top 1 của bạn rồi, mình xin lỗi. Rồi tiếp theo là cái vòng 4 các bạn ơi. Vòng này thì mình thấy nó cũng khá là dễ ấy. Bây giờ là có 4 người thắng thôi, cho nên là mình sẽ tranh thủ mình đi phía trước. Bây giờ mình nghe con tim của mình nó kêu nó chạy bên phía bên đây, cho nên là mình chạy theo thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ chạy phía cũ luôn. Hình như là mình để ý các bạn, nếu như mà cái vòng đầu á mà các bạn chạy về phía nào á, thì tiếp theo cái vòng tiếp theo là các bạn phải chạy về phía đó thì nó sẽ ok á. Rồi cái cục đó là không cho đi qua rồi, cho bây giờ mình sẽ đi đường vòng nè. Mình nói hơi nhiều, mong các bạn thông cảm nha. Rồi vậy mình vẫn còn cơ hội các bạn ơi. Ok luôn, top 1 nữa. Rồi tiếp theo là cái vòng này là chỉ còn có 2 người thôi các bạn. Nếu mà cái vòng này mà không lắc thì mình sẽ chiến thắng nha. Còn cái vòng này lắc là nó xô mình té chào máu họng á. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình nhảy thôi nghe các bạn. Cái màn này á thì các bạn phải nên nhảy nha. Nhảy thì mới có khả năng mà ăn cái top 1 được. Rồi luôn rồi, 1 phút sơ hở mà làm lỡ cả cuộc đời rồi nè. Mình phải cố gắng vượt lên chính mình. Trời đất ơi, giả bộ chạy chậm lần xíu được không? Trời đất ơi, số tôi chơi dơ không được rồi mọi người ơi. Chơi dơ những vòng đầu là ok, chơi dơ vòng cuối là no no. Thì như mọi người cũng đã biết kết quả rồi, cho nên là mình kiểu như là lúc đó mình quay mình bị hết dung lượng hay sao á, nó bị cắt khúc á các bạn. Rồi thì chắc video clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Thì các bạn nhớ bấm like và subscribe đăng ký kênh. Và nhớ ủng hộ mình nhiều nhiều nha, để cho mình ra nhiều phần tiếp theo về cosplay nhiều người idol hơn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ thay trang phục nghe, để không thôi là mọi người sẽ nói mình là pha ke rồi fake giả mạo mèo semi rồi gạt rồi nạp cạc này kia nữa. Chắc tôi chết quá mọi người. Cho nên vì thế là tôi sẽ thay đổi cái trang phục này nha. Đó, để mọi người phân biệt tôi không phải là Simi, mà tôi chính là Thỏ Siêu Nhân. Rồi, cảm ơn mọi người, bye bye.